Thì khi chúng ta tạo được ở trên mặt đứng này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ về một trong những mặt bằng này. Thì các bạn sẽ thấy đây nó có chữ size đây. Size đây là tổng mặt bằng. Đấy nhá, thì nó sẽ có cái công cụ đây là Project Base Point và gì? Và Survey Point. Survey Point đây là chuẩn ra nó sẽ là mốc tọa độ quốc gia. Còn Project Base Point là mốc tọa độ công trình. Đấy nhá. Nhưng mà thường thì ở chúng ta ví dụ như là có một cái mốc ở Hoàng Quốc Việt chẳng hạn, đúng không? Hay là mốc ở Hòn Giấu, hay là mốc ở Hồ Gươm, hay là các cái mốc tọa độ quốc gia đấy thì nó hơi xa vời với chúng ta. Thì có thể là chúng ta sẽ có một cái mốc nào đấy là có bản đạp ở vị trí nào. Còn cái mốc này thì mình sẽ đưa vào trong cái giao giữa các lấy trục với nhau. Thì trước khi làm ấy là chúng ta phải đưa công trình này nó phải là giao ở các trục trước, mình phải đặt cái mốc tạm thời là không không. Thì còn sau này mình chỉ việc nhập các cái cao mốc này vào thôi thì công trình nó sẽ đi đúng về cái vị trí tọa độ của nó. Hiểu chưa? Nếu mà chúng ta khởi đầu từ khi mà chúng ta vẽ cái lưới trục ấy, ví dụ như này, chúng ta về mặt bằng nha, mà chúng ta không đưa một cái mốc tọa độ Project Base Point vào giao các cái trục này thì sau này chúng ta sẽ rất khó đưa vào, vì lúc ấy có mô hình thì chúng ta không thể mua nó về được, nó không thể UCS hoặc đưa cái trục cái tọa độ đấy về được. Đấy, thì nên trước khi khởi tạo Revit là rất quan trọng là cái việc này. Ví dụ như vào tầng 1 đây, nó chưa xuất hiện cái đấy đúng không? Thì các bạn sẽ phải vào phần ở đây là phần view này. Ở đây nó có phần là visibility graphic. Lệnh tắt nó là VG. Chọn đây này. Thì chúng ta sẽ tìm ở mục đây là mục size hoặc bạn ấn chữ SC size. Bạn thấy size đây không? Các bạn sổ cái này ra. Thì bạn sẽ thấy đây nó sẽ có mục ở đây là Project Base Point. Mọi người thấy không? Project Base Point này và Survey Point này, thì mình đưa cái Project Base Point ra. Ok, thì bạn sẽ thấy tọa độ đây đúng không? Đây này, góc không không này này. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục, chúng ta mới vẽ cái lưới trục. Thì lúc này chúng ta sẽ vào Architecture này. Thì nhìn đây nó có grid không? Đó, tích vào grid này. Đó. Thì các bạn sẽ chọn một điểm này, kéo xuống dưới này, hoặc các bạn có thể giữ shift giống như kết ấy là nó sẽ chạy thẳng mà. Giữ shift, ví dụ đây là trục 1 này. Các bạn vẽ tiếp đây sẽ là trục gì? 2 này. 3 này. 4 này. Thấy chưa? Tiếp tục đây các bạn vẽ từ đây qua đây thì nó sẽ là 5. Nó sẽ nhớ như vậy. Nhưng mà nếu các bạn chọn đây là A chẳng hạn. Đúng không? Thì riêng những cái ở trong trong Revit này là trong lưới trục này thì ta có thể copy được. Ta chọn đối tượng này, dùng lệnh copy ở đây này. Copy này là CO hay là CC thì copy ở đây này. Ví dụ như mình copy ở đây mình có thể nhập số, ví dụ như 3 mét rưỡi đúng không, mình muốn copy liên tục, copy liên tục thì chọn là tích vào multi này, multi này là copy liên tục, thấy không? Hoặc nếu các bạn tích vào constant thì các bạn sẽ copy theo trục x và trục y, nó giống như F8 ấy ở trong CAD đấy. Đó, ví dụ như là trong công trình này thì các bạn sẽ thấy ở đây tôi sẽ lấy trục 1A là giao trục 1A chẳng hạn đúng không? Cái này nó đang bị ngược, không sao cả. Được nhá. 1A là tôi lấy làm gốc. Thì ví dụ như chọn đây, thì các bạn nhớ nhìn cái điểm này không? Cái point điểm này không? Các bạn giữ chặt chuột trái kéo ra thì toàn bộ này nó kéo ra này. Chọn lên. Chọn lên. Đây này. Thì ví dụ như đây chọn đây. Đó. Không được. Khi mà đã ngay từ đầu ban đầu là mình đã phải thống nhất với nhau là trục đấy là như thế nào, vì sau này cái trục này ấy, anh chỉ cần nhập số ở đây thôi, ví dụ như là 1.000 được nha, đây thì nó sẽ di chuyển như này. Thì ví dụ như là đây nó sẽ có một cái phần ấy là chúng ta nó sẽ ghim lại là di chuyển ghim lại, đây nó đang là không không ấy, sau này chỉ nhập tọa độ vào đây thôi, xác định là như vậy, nó không giống như UCS ở trong CAD đâu. Bắt đầu cái đấy giải thích sau để làm cái công cụ ạ. Để cho mọi người làm xong ạ. Thì mọi người sẽ thấy ở đây ví dụ như đây là 5750 đấy nhá. Thì mình chọn vào đối tượng đây. Số 2 này, chọn đây là 5750 này. Enter này. Mọi người thấy không? Mọi người đừng nhập số ở đây nữa bởi vì cái này ấy, nó đang căn theo cái này. Mình chọn vào đối tượng này thì mình chỉ sửa đối tượng này thôi. Còn mình muốn sửa đối tượng này thì mình phải chọn sang đối tượng này. Thì có số ở đây. Được nhá. Thì các bạn sẽ thấy đây nó sẽ là 3250 ạ.
3250, enter. Đúng không? Còn tiếp tục ở đây sẽ là bao nhiêu? 5 mét thì chọn đối tượng này, ở đây 5 mét. Đúng không? Ví dụ đối tượng đây là 3 mét rưỡi, ok. Đây, 4 mét và 3 mét rưỡi thì chọn đây. Mình thể nhập đây là 4 mét. Và chọn đây nó là bao nhiêu? 3500, ok. Thì như này là mình đã chọn được cái phần lưới trục ấy của công trình, thì các bạn sẽ thấy lưới trục là nó sẽ nằm ở tất cả của các gì? Các tầng. Và chúng ta sẽ về mặt đứng đây, và chúng ta sẽ thấy làm sao? Nó cũng có lưới trục. Nhưng mà khi mà lưới trục này ấy mà nó không cắt qua mặt phẳng, ví dụ như không qua mặt bằng tầng mái này, thì bạn sẽ về mái này, bạn sẽ thấy cái lưới trục đấy không có. Các bạn biết cái này để làm gì không? Để khi chúng ta làm các cái dự án cao tầng ấy, vì cái lưới trục ở phần hầm ấy và cái lưới trục phần thương mại ấy và các lưới trục tòa này nó thấp, tòa này nó cao ấy, thì các cái lưới trục ấy, các cái grid ấy nó sẽ cắt qua level tầng nào thì nó hiển thị, nó không bị chồng chéo ấy. Đó, thì những cái này nó sẽ ứng dụng như vậy. Thì đây là chúng ta đã tạo ra được cái mà lấy trục mà chúng ta mong muốn. Được chưa? Rồi, mọi người làm cái này đi.